Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, vào năm Nhâm Dần 2022, nữ mạng chi tiết. Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2022 về sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, sao hạn chiếu mệnh, có phạm thái tuế, tam tai, kim lâu, hoàng ốc không. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan về tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm Nhâm Dần năm 2022. Nữ mạng sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, tức tuổi con gà, thường gọi là long tàn chi kê, tức là gà trong lòng. Mệnh mộc thạch lụ mộc, nghĩa là gỗ cây lụ. Mệnh mộc gặp năm 2022, mệnh kim bạch kim, kim khắc mộc không tốt. Địa chi Dậu gặp Dần bình thường, thiên can Tân gặp Nhâm bình thường. Sao chiếu mệnh, sao La Hầu hung tinh, dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh thật, khẩu thiệt thị phi. Vận hạn hạn Diêm Vương, có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ phong mạng. Vận niên Hầu thực quả, thái tuế năm 2022 không phạm thái tuế. Tam tai năm 2022 không phạm tam tai. Tuổi kim lâu năm 2022 phạm kim lâu tử, cần tránh kết hôn, xây nhà. Hạn hoàng ốc năm 2022 phạm hoàng ốc, lục hoàng ốc, cần tránh xây nhà, sửa nhà. Sao chiếu mệnh năm 2022 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng. Vào năm Nhâm Dần năm 2022, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, được sao La Hầu chiếu mạng. Sao La Hầu hay còn gọi là khẩu thiệt tinh là một trong chính củ diệu của niên hạn, là hung tinh thuộc hành kim. Đây là một hung tinh mang đến những điều không may, bất kể nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Sau này tác họa mạnh nhất vào thời điểm tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Người bị sao La Hầu chiếu mệnh dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này chủ mồm miệng dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cần chú ý các bệnh liên quan về máu huyết, tai, mắt. Người nào mệnh kim và mệnh mộc thì chịu ảnh hưởng nặng hơn mệnh khác vì sao này thuộc hành kim. Đàn ông gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó lại được hên, may, làm ăn được phát đạt, mà người vợ sinh sản cũng được bình an. Đối với đàn ông gặp sao này, thường thiệt hại nặng nề hơn nữ giới, có thể hao tốn tiền của, đau ốm, sinh ra tệ ăn chơi, lãng phí, bồ bịch, bài bạc, bê tha, bia rượu, gia đạo mâu thuẫn, bất hòa liên miên. Đối với nữ mệnh, thường mang tiếng cãi vã, sinh ra buồn bực, muộn phiền. Sau chủ lại vấn đề, ta thấy rằng năm gặp sao hạn La Hầu chiếu mạng nên tránh đầu tư làm ăn lớn, cẩn thận phát sinh những chuyện đào hoa bất chính, đề phòng đau ốm, tranh chấp, cãi cọ, kiện cáo hoặc mang tiếng xấu, bị hiểu lầm, nghi ngờ, khó giải trình. Vận hạn năm 2022 của tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng. Vận hạn hạn Diêm Vương, người gặp hạn Diêm Vương sẽ có tài lộc, gia đình hạnh phúc vẹn toàn. Thế nhưng nếu đau lâu ắt khó qua khỏi, đặc biệt đàn bà lâm sản nạn sẽ phong mạng.
Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn, chắc là mạng vong. Theo ý tứ của hai câu thơ trên, hẹn Diêm Vương bất lợi đối với những người thuộc phái nữ, đặc biệt những người mang bầu, sinh em bé, thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương, hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì người bị đau yếu bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, duyên với của cải, tiền bạc hội tụ rất mạnh, những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Vận niên năm 2022 của tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, nữ mạng. Vận niên hầu thực quả. Hầu thực quả là hình tượng khỉ được thỏa xuất, tự do, ăn hoa quả. Năm nay bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, có những công việc bị ách tắc từ trước, đến nay lại gặp cơ hội giải quyết dứt điểm. Đường công danh như gồng gặp mây, bản mệnh cứ thẳng bước tiến về phía trước, mặc cho có người ghen tị gây khó dễ. Kinh doanh buôn bán thuận buồm xuôi gió, thi cử dễ đạt được khoa bảng. Tuy nhiên, trong năm gặp vận niên này thì đường tình duyên của bản mệnh không được tốt đẹp cho lắm, hay bị nghi kỵ ghen bóng ghen gió. Bởi vậy, năm này bản mệnh nên cần giữ mình cẩn thận và thủy chung. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 có 4 con giáp tuổi Dần, Tỵ, Thân, Hợi sẽ phạm thái tuế. Cụ thể, tuổi Dần năm 2022 là năm bản mệnh 5 tuổi. Tuổi Dần phạm trị thái tuế hay còn gọi là trực thái tuế, vận trình gặp nhiều trở ngại, sức khỏe bị ảnh hưởng. Tuổi Tỵ năm 2022, tuổi Tỵ phạm hại thái tuế, bản mệnh dễ bị người khác hãm hại, bị bạn bè bán đứng, chuyện hợp tác làm ăn đổ bể, tổn hao tiền của, ngộ độc thức ăn, bản thân hay bạn bè người thân thiết gặp bệnh tật tai họa, dễ bị hiểu lầm, dẫn tới tổn thất to lớn, bị kiện cáo. Tuổi Thân năm 2022, tuổi Thân phạm xung thái tuế, bản mệnh trong năm làm chuyện gì cũng bị ngăn cản, dễ bị cạnh tranh, vận trình nhiều biến động. Tuổi Hợi năm 2022, tuổi Hợi phạm phá thái tuế, bản mệnh dễ gặp phải những chuyện bị phá hoại bất ngờ, có thể bị phá cho mất đi quyền lực, tiền tài, sức khỏe, tình duyên, bạn bè, tình thân và các mối quan hệ xã hội. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, nữ mạng, không phạm hạn thái tuế. Tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, nữ mạng, trong năm Nhâm Dần 2022 có phạm hạn tam tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là 3, số 3, thứ 3, còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì gây gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai. Cụ thể, bản mệnh tuổi Thân Tý Thìn gặp hạn tam tai vào năm Dần Mão Thìn, bản mệnh tuổi Dần Ngọ Tuất gặp hạn tam tai vào năm Thân Dậu Tuất, bản mệnh tuổi Tỵ Dậu Sửu gặp hạn tam tai vào năm Hợi Tý Sửu, bản mệnh tuổi Hợi Mão Mùi gặp hạn tam tai vào năm Tỵ Ngọ Mùi. Bản mệnh tuổi Tân Dậu theo quan niệm dân gian cần tránh các năm tam tai như sau: Giáp Tý, Ất Sửu, Ất Hợi, Bính Tý, Đinh Sửu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Quý Sửu và Quý Hợi. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, nữ mạng, không phạm hạn tam tai. Tuổi Tân Dậu sanh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không?
Tuổi Kim Lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Kim Lâu có 4 dạng, đó là Kim Lâu Thân là Kim Lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn Kim Lâu Nam, phạm tuổi người nam, khi xem làm nhà phải năm Kim Lâu. Kim Lâu Thê, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Kim Lâu Tử, đây là hạn Kim Lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Kim Lâu Lục Xúc, đây là hạn Kim Lâu có thể hại cho gia súc. Và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn Kim Lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì 1368 thị Kim Lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong 4 số trên thì phạm Kim Lâu. Cụ thể, dư 1 phạm Kim Lâu Thân, dư 3 phạm Kim Lâu Thê, dư 6 phạm Kim Lâu Tử và dư 8 phạm Kim Lâu Lục Xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm tuổi Kim Lâu, đó là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân. Như vậy, trong năm 2022, tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, là 42 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu Tử. Năm này, bản mệnh không nên làm nhà, sửa nhà hay kết hôn, cưới hỏi. Tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, nữ mạng, trong năm 2022, có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng. Ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn. Cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo hướng tiêu cực. Hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu, cụ thể như sau. Nhất cát hay còn gọi là kiết. Tốt, làm nhà tuổi này sẽ có chốn an cư tốt, mọi việc hành thông thuận lợi. Nhất kiết an cư, thông vạn sự. Nhì nghi, tốt, làm nhà tuổi này sẽ có lợi, nhà cửa hưng vượng giàu có, nhì nghi tấn thất địa sinh tài. Tam địa sát, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật, tam sát nhân do dài đắc mệnh. Tứ tấn tài, tốt, làm nhà tuổi này thì phúc lộc sẽ tới, tứ tấn tài chi phước lộc lai. Ngũ thọ tử, xấu, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Lục hoang ốc, xấu, tuổi này làm nhà cũng bị phạm, khó mà thành đạt được, lục ốc tạo gia bất khả thành. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau: lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam địa sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử và dư 6 là lục hoang ốc. Như vậy, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng là 42 tuổi âm, phạm hạn tuổi hoang ốc, lục hoang ốc. Năm này bản mệnh không nên xây nhà, sửa nhà. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã theo dõi bài luận tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, nữ mạng trong năm Nhâm Dần năm 2022, chi tiết. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video.